Tin Daejeon Hàn Quốc. Giáo hội Hàn Quốc ca ngợi hội nghị thượng đỉnh Trung Kim, kêu gọi tha thứ và hòa giải. Hội nghị thượng đỉnh này đã công bố chiều hướng tổng quát như một sự thay đổi lớn ở bán đảo Triều Tiên và việc giải giới vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ bắt đầu sớm. Bày tỏ niềm vui với kết quả đó, Đức cha Lazaro Yuheung-sik, giám mục Daejeon nói, hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên là một bước tiến hòa bình mới cho Hàn Quốc, cho châu Á và cho toàn thế giới. Tôi cầu nguyện và ban phước lành cho hai vị lãnh đạo. Trong dịp này, tôi không khỏi tưởng nhớ lại những khoảnh khắc đau buồn của cuộc chiến Cao Ly, mà hàng triệu người vẫn còn phải sống trong cảnh bi thương vì gia đình bị chia cắt hai bên biên giới. Hôm nay là một niềm hy vọng mới. Đức Giám Mục cũng lên tiếng ghi nhận sự kiên trì của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi nói, ông bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống một năm trước với mục đích rõ ràng là hòa bình và giảm căng thẳng. Ông đã xây dựng mối quan hệ với các cường quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ với một mục tiêu là hòa bình. Hôm nay chúng ta nhìn thấy những thành quả đầu tiên của sự kiên định đó. Đức cha Lazaro kết luận rằng, đằng sau những tuyên bố về ý định và cam kết bằng lời nói, chúng ta phải chờ đợi những việc làm, chúng ta chờ đợi những lời nói hoa mỹ được đưa vào thực hành, nghĩa là bắt đầu con đường tha thứ và hòa giải.